Em đang chào bán gấp một căn nhà mặt phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Căn nhà có diện tích là 71,5m, với mặt tiền rộng 5m, hai mặt đường trước sau, được xây 6 tầng có thang máy. Nhà thì hiện tại đang cho thuê kinh doanh quý anh chị nhé. Đây là những hình ảnh thực tế của căn nhà mà em đang chào bán. Cái đoạn này là cái đoạn đẹp nhất của phố Nguyễn Tuân và đang phù hợp với tất cả các loại hình kinh doanh khác nhau quý anh chị nhé. Ví dụ như ở đây đang có quán bia tự do, là quán bia rất là nổi tiếng này. Rồi có nhà hàng Trung Quốc, có spa, có thẩm mỹ viện, có cửa hàng thời trang. Nói chung là khu phố này thì phù hợp với tất cả các loại hình kinh doanh. Kinh doanh cái gì cũng được, vì đây là con phố khá là đông đúc, lưu lượng người lưu thông qua đây rất là đông. Các cụ nói rồi, nơi nào có dòng người đi qua thì nơi đó có dòng tiền. Kinh doanh gì cũng phù hợp với anh chị nhé. Căn này thì sổ đỏ chính chủ, đang chào bán với giá là 46,5 tỷ đồng. Quý anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với Bất Động Sản Đất Lộc 24 giờ. Số hotline là 035-221-6868 để biết thêm thông tin chi tiết về căn nhà nói trên. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị. Và bây giờ mời quý anh chị tham quan qua con đường đằng sau của căn nhà. Rất là đẹp, đường ô tô tránh nhau, có vỉa hè luôn quý anh chị nhé. Những căn nhà mà có vị trí như này thì rất là thuận lợi cho quý anh chị mua để kinh doanh, hoặc là vừa ở vừa cho thuê kinh doanh, hoặc là làm văn phòng của mình cũng khá là phù hợp quý anh chị nhé. Đấy. Quý anh chị thấy kênh của em hữu ích thì hãy thả tim và follow kênh để nhận thêm nhiều thông tin về bất động sản ạ.